Đưa cháu gửi tiền đấy. Cảm ơn quý khách. Quả
Ăn đi. Ngon coi nhỉ. Con nhang rồi, đi theo mẹ nhé. Ơi. Dạ. Đấy rồi về đây. Úi giời, đồ bây giờ ấy. Con không hộ mẹ lấy à? Thế mẹ khai đỉnh cho anh nha.
Đây con lại xếp vào mẹ nhé. Đây để mẹ bê đi. Con xếp vào ngồi cho mẹ. Đây đấy. Mình làm rơi. Làm rơi tí nó. Con ăn không? No. Mẹ giải chiếu cho con ngồi nhé. Mẹ bao cho con ngồi. Ngồi đây. Ngồi đây đợi mẹ nhé. Sập mông. Sập mông. Con xuống đây á. Khải ơi, không nhìn nhá. Không nhìn nhá. Con ngồi á. Ừ. Con ngồi được đâu. À, 20 bao thóc nữa. Nóng á. Ừ. Con ăn nữa không? Ăn nữa. Ăn nữa đi. To. Hại, quá to. Nặng không? Hải ơi. Lấy quả xếp vào rổ cho mẹ này. Đứng dậy đi con. Ui, quả này mới to. Buồn ngủ thế. Đấy. Ui, nặng lắm.
cầm chắc nhá. Ui, nặng ấy. Úi giời ơi, đổ hết rồi con. Ôi, con hồ mẹ xách quá xuống rồi. Đây đây mẹ xếp. Được rồi, con hồ mẹ cầm hai cái. Cầm hai cái nhá. Ui, nặng đây. Mẹ đi. Đẩy con trâu trâu vào bao con ạ. Con lấy cái bao vào cho mẹ. Đẩy con thế này thì rơi ấy. Rộ rộ con cầm rộ đi. Đi. Đây đây con này. Đây này cho nó thay. Dễ. Xuống cẩn thận nhá. Được không? Dạ
thanh long trắng đúng không? Thanh long đỏ bà. Thanh long đỏ à? Vâng. Quả nó rất tinh tinh. Em bảo bán mà. Bán.
trường. Em 1 phút nhé. Ngọt lắm anh ơi. Nó này, quả này này, quả này đó. Yeah.
Mấy nét rồi, nét đấy nhỉ? Em biết có giày trẻ con không nhỉ? Ở đâu ạ? Thank you.
đi. Ôi, con về rồi, đi chợ về rồi. Đi chợ về rồi. Con với mẹ đi về mệt không? Hả? Mẹ đâu à? Mẹ đang lấy quả. Mẹ cô mẹ đi hai quả đi không? Nhá. Ăn tí quả đi nhỉ. Đây 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 ăn quả với bố. Về đây, ngồi đây. Anh sẽ mày ngồi sang bên này. Ôi mẹ. Mày cứ sang nhỉ. Cua kia bao, cua bao. Ô, ruột đỏ à? Ruột đỏ. Hai đâu vậy? Không biết chỗ đấy chỗ nào đâu. Nào. Phải ăn đi này. Để bố bóc cho nhé. Đây ngon con khác cầm ăn đi. Con khác cầm ăn cho bố ăn này. Mẹ cũng ăn đi. Ăn mà. Ngon không? Ngọt. Ngọt lắm. Ngọt lắm à? Ngon nhỉ? Ngọt. Mm-hmm.